Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa ngày thứ Tư, mùng 8 tháng 9 năm 2022, sau Chủ nhật thứ 23 mùa thường niên. Hôm nay cũng là ngày vui của tất cả chúng ta, vì hôm nay là ngày sinh nhật mẹ Maria, mẹ của chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, con cháu vua David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: "Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, hôm nay là ngày vui của tất cả chúng ta, vì hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ Maria, mẹ của chúng ta. Trước khi đi vào lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua, thứ ba. Chúng ta theo tin mừng của Thánh Luca có nói đến bốn mối phúc và bốn mối họa. Phúc cho anh em là những người nghèo, nhưng khốn cho anh em là những người giàu. Phúc cho anh em là những người đói, nhưng mà khốn cho anh em là những người giàu có. Phúc cho anh em là những người sầu khổ, nhưng khốn cho anh em là những người đang được hả hê. Phúc cho anh em là những người bị thế gian loại bỏ, nhưng phúc cho anh em là những người, khốn cho anh em là những người đang được thế gian ca tụng. Đây cũng là bản xét mình. Đây cũng là bản xét mình cho mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta đang là những người nghiêng về những cái mối họa thì chúng ta cũng cần phải sửa đổi. Và nếu chúng ta đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta phải thấy rằng hoàn cảnh khó khăn này cũng có thể là mối phúc cho tất cả chúng ta. Rồi đi vào lời Chúa ngày hôm nay. Hôm nay là ngày sinh nhật mẹ Maria, mẹ của tất cả chúng ta. Trong ngày sinh nhật thì chúng ta thường có hoa và có quà cho người sinh nhật. Thì hôm nay chúng ta cũng cần phải có hoa, có quà cho mẹ Maria. Trong nhà của chúng ta thì nếu có thể được thì chúng ta cũng mua một bông hoa để cắm lên bàn thờ Đức Mẹ. Ở giáo xứ chúng con thì quý sơ cũng đã chuẩn bị rất là đẹp để trưng hoa trước bàn thờ mẹ Maria, đặc biệt trong thánh lễ chiều nay, thánh lễ mừng kính mẹ sinh nhật của mẹ Maria, rồi cũng phát quà trung thu cho tất cả các em. Thế thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau hai cái ý. Thứ nhất là chúng ta cần có những bông hoa dâng lên mẹ Maria. Bông hoa ở đây trước tiên là những bông hoa cụ thể, bông hoa tươi, trang trí bàn thờ của Đức Mẹ trong gia đình của chúng ta. Để rồi chúng ta cũng, nó cũng là một cái gợi ý cho chúng ta nhìn lên Đức Mẹ, nhìn lên bàn thờ nhiều hơn, đọc kinh cầu nguyện nhiều hơn. Rồi bông hoa của chúng ta dâng lên mẹ có thể là những bài thánh ca dâng lên cho Đức Mẹ. Hồi sáng còn có công việc đi công việc thì trên xe đó thì cái em chạy xe nó cũng không biết là có phải là chủ ý hay là nó cũng biết là hôm nay là ngày sinh nhật Đức Mẹ, thì là thay vì mở những cái bài nhạc đời, những bài thậm chí những bài về Chúa thì em nó mở toàn là những bài về mẹ Maria. Mẹ ơi trước nhan mẹ con dâng về mẹ một tràng hoa mẫn côi. Thế tự nhiên thì con cũng cảm thấy là lòng mình cũng gần gũi với Đức Mẹ hơn. Trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng nên có nha, hát ngân nga những bài thánh ca để ca tụng mẹ. Nếu chúng ta hát không được thì chúng ta mở máy mở nhạc lên để chúng ta hát theo với các ca sĩ để có những bài thánh ca ca tụng mẹ Maria. Rồi bông hoa dâng mẹ cũng là những lời chúc tụng, những lời kinh, nhất là lời kinh Mân Côi cũng là những bông hoa dâng mẹ. Mỗi lời kinh Mân Côi là một bông hoa hồng. Trong ngày hôm nay chúng ta cố gắng không phải là lải nhải hay là cứ đọc cho nhiều là được, nhưng mà chúng ta đọc với lòng yêu mến. Chúng ta không phải là những người lải nhải, nhưng mà chúng ta đọc kinh là vì lòng yêu mến. Thì trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng cố gắng dành thời gian đọc kinh Mân Côi, kính mẹ Maria. Tối hôm qua trước khi đi ngủ thì con cũng nói ngày mai là sinh nhật của Đức Mẹ rồi. Thì ngoài những giờ kinh bình thường ra thì con cũng đọc thêm 50 kinh Mân Côi mùa vui để cùng với mẹ ca tụng Chúa
và cùng với mẹ cầu nguyện cho anh chị em, mọi người xung quanh chúng ta. Đó là những bông hoa nhá, có thể là những bông hoa tươi, có thể là những bài thánh ca chúng ta dâng lên mẹ, và bông hoa ấy cũng là chàng chuỗi mân côi. Chúng ta biết là khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima thì Đức Mẹ cũng nhắn nhủ tất cả chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi mân côi, cải thiện đời sống và tôn sùng trái tim mẹ. Đó là những bông hoa mà tất cả chúng ta cố gắng có trong ngày hôm nay để gần gũi với Đức Mẹ. Và chắc chắn là ai mà gần gũi với Đức Mẹ thì chúng ta cũng gần gũi với những ân sủng. Mẹ Maria là đấng đầy ân sủng mà, thì chúng ta cũng sẽ gần gũi với ân sủng của Chúa ban cho cuộc đời của chúng ta. Rồi, đó là phần hoa. Cái thứ hai là phần quà. Chúng ta có những món quà nào? Chúng ta có những món quà nào? Chắc chắn là Đức Mẹ chẳng thiếu cái gì cả, mẹ đầy ân sủng mà. Thế nhưng mà chúng ta cũng cần có những cái món quà để nhờ mẹ dâng lên Thiên Chúa, thể hiện tấm lòng yêu mến của chúng ta và thảo hiếu của chúng ta đối với Đức Mẹ. Thế thì món quà ở đây trước tiên là những hy sinh. Trước tiên là những hy sinh. Chúng ta thấy rằng chúng ta cứ nhìn vào cuộc đời của Đức Mẹ như thế nào thì chúng ta cũng là như thế. Mẹ Maria này, sống trong hoàn cảnh nghèo khó này, sinh con nơi hang đá này, trốn sang Ai Cập này, 30 năm ẩn dật trong Nazareth và Chúa Giêsu đi rao giảng, thì cuộc đời của mẹ thì cũng đầy những truân chuyên. Thế thì trong ngày hôm nay chúng ta cũng cần có những cái hy sinh. Hy sinh gì cũng được, quét nhà, lau nhà, giặt giũ quần áo, hay là chúng ta hy sinh vác thập giá theo Chúa. Chúa Giêsu là mang lấy tội lỗi của chúng ta, thì ngày hôm nay tất cả những ai làm cho chúng ta buồn thì chúng ta đón nhận hết. Chứ hy sinh là đón nhận hết tất cả mọi sự khó khăn. Hôm nay con cũng nói vui vui nhé, nếu có ai đó chửi chúng ta thì chúng ta cũng đón nhận hết. Thế thì đấy là những cái hy sinh. Hy sinh của chúng ta trước tiên là noi gương mẹ Maria, noi gương Chúa Giêsu, sẵn sàng đón nhận tất cả mọi đau khổ. Nếu chúng ta là bệnh nhân hôm nay, nếu có đau đớn thì chúng ta cũng đón nhận. Nếu chúng ta là đang là những người bị hiểu lầm, chúng ta cũng đón nhận. Nếu con cái của chúng ta đang có những cái, nó đang làm cho chúng ta những cái chuyện đau thương, thì chúng ta cũng hy sinh đón nhận hết tất cả. Thì thứ nhất là đón nhận, hy sinh món quà của chúng ta dâng lên cho Đức Mẹ, cũng là noi gương mẹ Maria thôi, cùng với Chúa Giêsu đón nhận tất cả những cái khó khăn xảy đến, ít là trong ngày hôm nay. Rồi trong ngày hôm nay chúng ta cũng noi gương mẹ Maria đi thăm viếng bà Elizabeth, mẹ Maria trong tiệc cưới Cana. Bà mẹ Maria giúp bà Elizabeth trong tiệc cưới Cana, mẹ Maria cũng giúp cho cái tiệc cưới được tốt. Và khi Đức Giêsu về trời, mẹ Maria cũng giúp cho các môn đệ cầu nguyện để đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Thế thì trong ngày hôm nay thì có lẽ món quà dâng lên cho Đức Mẹ cũng là sự thăm viếng. Chúng ta có thể thăm viếng các bệnh nhân, thăm viếng những người đang gặp đau khổ, thăm viếng anh chị em lương dân. Đối với cá nhân con thì cũng phải cố gắng trong cái việc này, coi như là những món quà dâng lên cho mẹ. Con dâng lên cho mẹ món quà là cùng mẹ đi thăm những người khó khăn. Con dâng lên mẹ món quà đó là cùng mẹ an ủi những người đau khổ, như là mẹ Maria đứng dưới chân thập giá. Con dâng lên mẹ món quà là con quy tụ gia đình hay là trong nhóm của chúng con cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện với mẹ Maria để xin nhiều ơn lành của Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày vui của mẹ. Chúng ta hãy dành thời gian để cầu nguyện với mẹ, dành thời gian để làm việc hy sinh với mẹ, và xin mẹ thương ban nhiều ơn lành xuống cho mỗi người chúng ta. Chúng ta đọc một kinh kính mừng nhé. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Hôm nay là sinh nhật Đức Mẹ, xin cầu cho chúng con. Rồi tiếp theo con cũng xin được thông báo, ngày mai ngày thứ 6 chúng con sẽ trực tuyến lại thánh lễ kính lòng Chúa Thương Xót để cầu nguyện cho tất cả quý ông bà và anh chị em, và cầu nguyện cách riêng cho các bệnh nhân, những người đau khổ và các tội nhân. Xin Chúa thương ban nhiều ơn lành xuống trên chúng ta, chữa lành bệnh tật thân xác, chữa lành bệnh tật trong tâm hồn, để chúng ta có thể ca tụng Chúa và làm sáng danh Chúa một cách mạnh mẽ và mỗi ngày mỗi tiến triển hơn. Con xin hết lòng cảm ơn quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em.